trước khi mình được nhận học bổng từ nguồn nhân lực Tokyo thì mình bắt đầu thực tập và làm việc tại một công ty của Đức tại Việt Nam. Khi đấy thực sự mình là thực tập sinh trẻ nhất của công ty đó. Trước khi mình đi làm nghiên cứu mình đã ở trong môi trường công nghiệp rồi. Nó làm cho mình suy nghĩ rất là nhiều về con đường định hướng tương lai của mình sau khi tốt nghiệp mà nghiên cứu sinh tiến sĩ. Thì trong quá trình mà mình làm nghiên cứu thì mình cũng có cơ hội được tham quan các phòng lab ở các nước châu Âu và Mỹ, rồi gặp các giáo sư và tập đặt những mối quan hệ để mà mình có thể hướng tới cơ hội làm nghề nghiệp sau này. Khi mà mình chuẩn bị bảo vệ luận văn và tốt nghiệp tiến sĩ thì mình thực sự mình muốn làm một cái gì đó mà mang cái sự lan tỏa nhiều hơn. Làm trong môi trường học thuật cũng tốt, tuy nhiên thì thường thường mình sẽ gắn bó với một trường đại học hay một viện nghiên cứu nào đấy. Nhưng mà mình thì muốn làm ở những môi trường công nghiệp, nơi các công ty đa quốc gia, các tập đoàn đa quốc gia, và mình có cơ hội làm nhiều dự án ở nhiều nơi, gặp nhiều đối tác hơn. Và sau rất nhiều cân nhắc thì mình chọn con đường đi làm công nghiệp. Và mình cũng suy nghĩ rất là nhiều về các công ty, bởi vì khi đó thì mình có nhận được lời mời làm việc từ không chỉ các công ty Nhật mà cả công ty của Mỹ hay châu Âu. Thì mình quyết định làm cho công ty của Mỹ, bởi vì mình đã sống ở Nhật một thời gian rồi, nên là mình muốn có một cái gì đó mà hơi hướng của Mỹ, nên là mình chọn làm cho một công ty của Mỹ tại Nhật. Trong quá trình mình sống và làm việc tại Nhật, mình làm cũng có liên quan đến một bộ phận tuyển dụng, tức là mình có làm trợ lý và cố vấn cho một công ty phần mềm. Thì trong quá trình đó thì mình nhận ra rằng họ luôn luôn thiếu nhân sự, và họ yêu cầu lúc nào cũng là hỏi mình là có quen đối tác ở nào ở Việt Nam không để cung cấp nhân sự về mô phỏng, về tính toán cho các công ty Nhật. Bởi vì sao? Như mọi người biết thì Nhật là một đất nước rất là mạnh về nền công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp chế tạo. Và ngành cơ kỹ thuật thì gồm có đo lường, mô phỏng và thiết kế lập trình máy. Thì đây là những cái thứ mà cốt lõi của một nền công nghiệp chế tạo ô tô hay là chế tạo thiết bị máy. Không chỉ đối với thị trường Nhật mà đối với các công ty của Mỹ hay là châu Âu mà mình từng làm việc và biết, cái nhu cầu rất là lớn. Tuy nhiên thì họ cũng có những yêu cầu riêng. Những cái yêu cầu riêng này ví dụ như là về kỹ năng ngoại ngữ, nên là ngoại ngữ là chìa khóa thì các bạn bước tới những thành công mới, thì các bạn nên chú ý về ngoại ngữ của mình hơn. Mình luôn luôn giữ câu nói này, mình nói chuyện với rất nhiều các bạn sinh viên hay là các nhà tuyển dụng mà mình gặp ở Nhật cũng vậy. Bởi vì một cái đặc biệt mà mình cảm nhận được trong quá trình đào tạo của ngành cơ kỹ thuật ấy là các bạn làm rất là nhiều mô hình thực tế. Tức là các bạn gần như là trong suốt mấy năm học thì các bạn được đi kiến tập thực tập, rồi các bạn được làm những cái đồ án, các bạn mô phỏng, rồi các bạn được làm những cái đề tài thực tế với doanh nghiệp bên ngoài. Và điều đó giúp cho sinh viên ngành cơ kỹ thuật khi mà các bạn tốt nghiệp ấy, thì các bạn được trang bị rất là nhiều skill set bên trong, rất nhiều hành trang, và các bạn gần như là chỉ cần công ty định hướng hay là training một thời gian đầu rất là ngắn thôi, thì gần như các bạn có thể bắt tay vào làm những cái dự án rất là nhanh và đạt hiệu quả rất là tốt. Thực sự thì có thể so sánh là với sinh viên Nhật thì các bạn không thua kém gì về quá trình làm việc hết. Điều thuận lợi trước ha. Điều thuận lợi đầu tiên đó là Nhật là một đất nước châu Á và chúng ta có rất nhiều điểm tương đồng ẩm thực chẳng hạn. Bởi vì các bạn khi tới một vùng đất mới thì chắc chắn các bạn phải cảm thấy thoải mái ở vùng đất đó, các bạn phải ăn được đồ ăn của vùng đất đó và cảm thấy không khí mọi thứ nó hài hòa. Thì ở Nhật thì văn hóa và ẩm thực của người Nhật thì rất là phù hợp với Việt Nam mình, và các bạn rất là dễ thích nghi. Nhật và Việt Nam có một mối quan hệ rất là tốt, nên là các công ty Nhật hay các trường học của Nhật, các bạn sinh viên Nhật thì họ rất là có thiện cảm với sinh viên Việt Nam. Dù sao thì chúng ta cũng có hình ảnh là cần cù chăm chỉ và họ rất là thích điều đấy. Điểm thuận lợi tiếp theo đó là có rất nhiều học bổng và các chương trình trao đổi hay là hỗ trợ của doanh nghiệp Việt Nam, các công ty Nhật hoặc các trường đại học Nhật cho sinh viên Việt Nam. Trước mắt là những thuận lợi như vậy. Còn khó khăn thì về người Nhật thì các bạn ấy rất tốt, rất nhiệt tình, nhưng mà lúc đầu thì các bạn nó giống như là có một bức tường hơi mỏng một xíu. Thì các bạn cần phải biết cách tương tác, mình gặp khó khăn gì thì mình hãy luôn luôn chia sẻ và hỏi. Trong quá trình làm việc của mình thì người Nhật họ rất thích được hỏi, họ không đi đặt câu hỏi nhưng họ rất thích được hỏi và rất thích giúp đỡ người khác. Thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái trình độ tiếng Nhật nhất định, thì khi đấy thì các bạn có thể giao tiếp, các bạn có thể enjoy cuộc sống hoặc là tìm hiểu văn hóa của đất nước Nhật một cách rất là tự tin và thoải mái hơn.